Chào mọi người đến với kênh của Sinh viên Tóc Đỏ nha. Giờ hai đứa đi bắt đầu đi xuống dưới cái ổi nè. Cái hái chị bé hái đi nè, ổi chính nè. Ổi nè. Hái chính nè đúng không? Đúng rồi nè, cái ổi chính nè. Chính luôn phải không? Bé lọt đụng xuống hai đứa luôn. Buổi chiều của hai đứa này hả? Cá khá rồi cô, còn một bạn nữa. Được, hai đứa lấy giật chớ cá đi. Còn một bạn nữa nhưng mà bé nó đi đá banh. Đá banh rồi hả? Thả xuống vớt lên, bắt cá lên, chiên ăn. Thả gần gần vô á, cá nó mới vô. Mất tiêu luôn rồi hả? Con cá bự kìa, bé luôn kìa. Lên đi thầy ơi. Nó trốn luôn rồi. Làm quá nó trốn luôn rồi. Hai đứa vớt còn là vớt thức ăn không? Không vớt dính con cá nào hết. Rồi lẹ chụp. Chụp nó lẹ lên. Quơ xuống, dính không? Nó trốn luôn rồi. Rồi xong. Dính nguyên cái đuôi con cá. Không dính con cá mà dính cái đuôi con cá. Thì bây giờ hai đứa đứng ở nó lên chứ giờ biết làm sao bây giờ. Nè, cá bự nó đòi lên rồi nè. Đó, đó, nó đậu quá trời dưới kia nó bự rồi đó. Nó canh hai đứa, nó muốn trốn luôn rồi. Hai đứa bơi xuống. Ê, té nó. Rồi, dính một con chà bá luôn kìa. Con cá sạc. Sao nó hết lên luôn rồi. Nó chỉ nó đi lại chỗ này luôn rồi nè. Đây là mấy con cá mùi không, ở dưới sâu ở dưới luôn đó, nó lại đó, lên rồi đó, đó. Nó quay trở lại rồi đó. Trời ơi, xong luôn. Đi
Để em đi hả? Đây, lên rồi đây. Này, hai đứa xách cây cần câu xuống mà câu nó ăn còn lẹ hơn á. Cần câu lên nhà. Thứ bảy con vô đây, thứ bảy con vô, con xuống con câu nó lên. Bây giờ nó chỉ lội thôi hà. Rồi quay nó về luôn rồi hả? Nó về luôn rồi kìa. Nó đi về thức ăn. Nó đi về thức ăn hả? Nó cho ăn mới có 1 miếng mà. Dính chưa? Đó, vớt lên. Rồi xong, thành quả không thấy còn gì luôn. Mấy cây lục bình luôn, có chút xíu mà rau bông luôn. Cây này là cây đèo tây nè. Đó. Hồi nãy xô người ta bị không té. Bập bập luôn. Con cá đúng không? Dính cá không? Toàn là rau nhút không, không dính được một con cá. Đó. Nó chạy mà. Phải kêu nó mới lên. Kìa, nó lên rồi kìa. Đó. Kìa, nó bóng bóng màng màng hả? Rơi xuống luôn. Cho rơi tự do hả? Giờ bắt đầu đi hái dưa gan nè. Không biết có trái nào không nữa đây. Sau khi đã đi thì cá nó quay lại một đống luôn. Tiếp tục thôi, tiếp tục lên đường. Hái dưa gan coi. Bây giờ phải đi vô một, hai đứa phải đi vô một cái đường đất. Ghê quá. Coi bướm bướm quá trời bướm bướm luôn kìa. Đó, bướm bướm bay luôn. Nè, rồi, mà hái trái dưa gan bự đi, chắc nó chín luôn rồi đó. Nè, trái dưa gan bên đây nè, chín rồi đó. Mà hái trái dưa gan nó luôn đi. Chín luôn rồi đúng không? Rồi, ôm nó lên luôn. Ôm vô nhà luôn. Rồi, ôm nó vô luôn. Rồi. Còn có một mấy trái hả? Hái hết trơn rồi, còn có một trái mọc thôi. Một đứa quá bự, một đứa quá nhỏ, hàng chi nó đi, nó che luôn camera. Đi trước đi. Thôi, giờ đang quay luôn đó. Đi, đi vô nè, đi vô đường này nè. Chạy vô nhà. Không có chạy đâu. Ừ, nó rớt xuống rồi, dục luôn đi. Nó rớt rồi, bỏ đi. Đi đâu á? Rồi, đi vô nhà luôn nè. Dưa này để đâu? Tí dưa đó cho bé đó, hoặc là bé cho ăn đi. Phải ăn nó ăn không? Có ăn không? Ăn không? Ừ, chút nữa sẽ lấy bịch sách cho nó đem về đi. Ngày mai mới ăn được nha không? Nó chưa có chín mềm nha không? Rồi,
Chờ bạn đã vừa xách về luôn. Rồi về thôi. Bye bye.